Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HDTV, website hungyentv.vn. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10, sáng nay, Ban dân vận tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang 92 năm ngành dân vận của Đảng, trong đó khẳng định công tác dân vận của Đảng ở Hưng Yên đạt được nhiều thành tích quan trọng, giúp Đảng bộ tập hợp được sức mạnh của nhân dân, làm nên những chiến thắng thành tựu to lớn toàn diện trên mọi lĩnh vực. Các thế hệ cán bộ làm công tác dân vận luôn gắn bó với quần chúng nhân dân, tuyên truyền tổ chức vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào của vận động của Trung ương và tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có gần 2.000 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đến nay tỉnh Hưng Yên cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến việc xây dựng củng cố dữ liệu dân cư. Hiện công an tỉnh Hưng Yên cập nhật gần 100% thông tin dân cư cư trú vào cơ sở dữ liệu quốc gia, cấp gần 1 triệu căn cước công dân gắn chip, trong đó đã cấp mã số định danh điện tử cho trên 110.000 người. Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ban ngành tỉnh, tích hợp gần 1.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời đã triển khai thực hiện được 21/25 dịch vụ công thiết yếu, đạt 85% kế hoạch. Tỉnh đang chỉ đạo các sở ngành địa phương bám sát chỉ đạo của các bộ ngành trung ương để đảm bảo hoàn thành trong năm nay. Phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, tránh mọi tư duy cắt cứ về thông tin, dữ liệu, sợ mất lợi ích. Đó là những nội dung được Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số gửi gắm trong thông điệp của Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia sáng nay. Nhân ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, người đứng đầu Chính phủ gửi thông điệp về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới với 5 nội dung. Thứ nhất, tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, triển khai hiệu quả chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Thứ hai, nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. Thứ ba, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Thứ tư, các doanh nghiệp cần đẩy nhanh việc đưa hoạt động sản xuất kinh doanh lên môi trường số. Thứ năm, tăng cường truyền thông về lợi ích của chuyển đổi số. Sáng nay, tại trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoạt động truyền cảm hứng cho học sinh với chủ đề Hành trang bước vào tương lai. Diễn giả của buổi tọa đàm là bà Nguyễn Thị Huệ, chuyên gia đào tạo setup chuỗi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn setup và quản trị vận hành chuỗi Golden Bees. Bằng ý chí nghị lực của mình, bà Nguyễn Thị Huệ đã trở thành chuyên gia đào tạo truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Diễn giả có buổi trò chuyện sôi nổi với 100 học sinh khối 12 trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, gợi mở cho các em nhiều phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp sau này. Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức trưng bày chuyên đề Dấu ấn thời bao cấp. Trưng bày có hơn 300 tài liệu hiện vật, hình ảnh tái hiện một phần đời sống của nhân dân Hưng Yên trong thời kỳ bao cấp theo lối sắp đặt, sử dụng các hiện vật gốc và tài liệu khoa học để thể hiện không gian sinh hoạt của một gia đình. Chuyên đề gồm các nội dung: không gian phòng khách, không gian phòng bếp, không gian phòng ngủ, không gian khu cửa hàng mậu dịch, giúp cho khách tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ, thấu hiểu những vất vả, khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình trong thời bao cấp. Từ đó thêm trân trọng những giá trị, thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trưng bày diễn ra từ ngày 10 tháng 10 đến 30 tháng 11 tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Hơn 6 năm nay, ông Nguyễn Văn Cường sinh năm 1960 và người cháu họ anh Ngô Văn Thuận sinh năm 1976 ở xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã duy trì chuyến xe cứu thương miễn phí cho người nghèo. Năm 2015, xuất phát từ khó khăn ở địa phương, hai cậu cháu ông Cường nảy ra ý định mua xe để chở bệnh nhân đi bệnh viện. Anh Thuận tự bỏ tiền túi để mua chiếc xe 16 chỗ đã qua sử dụng và sửa chữa với giá hơn 200 triệu đồng rồi giao cho cậu mình quản lý. Sau khi được cấp phép hoạt động, chiếc xe cứu thương miễn phí ngay lập tức phát huy hiệu quả. Tháng đầu tiên, chiếc xe vận hành, 8 người dân trong xã đã được cấp cứu kịp thời. Sau nhiều năm duy trì, danh sách những người bệnh đã được ông Cường và chiếc xe đưa đi cấp cứu ngày một dài hơn. Lãnh đạo xã Trực Đạo cho biết, những chuyến xe cứu thương miễn phí của cậu cháu ông Cường không chỉ đáp ứng tốt hơn yêu cầu cấp cứu và điều trị mà còn góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có ngân hàng SCB, đều được nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định như trên trong thông điệp phát đi sáng sớm hôm nay, mùng 10 tháng 10.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định vừa qua có một số thông tin lan truyền ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng SCB. Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng các biện pháp cần thiết để Ngân hàng SCB hoạt động bình thường, đảm bảo khả năng thanh khoản. Thống đốc cho biết, với vai trò Ngân hàng Trung ương cũng như là vai trò của cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng khi xây dựng, hoạch định chính sách tiền tệ cũng như các chính sách quản lý ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước luôn đặt mục tiêu là kiên định với việc điều hành để góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tiền tệ và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, trong đó có Ngân hàng SCB. Thực hiện đợt ra quân giải tỏa các công trình vi phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban dân tỉnh, xã Hùng An, huyện Kim Động vừa tổ chức xử lý tháo dỡ 3 công trình nhà ở kiên cố xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Toàn xã Hùng An có 73 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, trong đó có 3 nhà ở xây dựng kiên cố phát sinh từ năm 2016 đến năm 2078 của các hộ gia đình ông Lê Văn Hoan, Phạm Văn Khoa và Chu Văn Chí đều nằm trên địa bàn thôn Đống Long, tổng diện tích vi phạm trên 200 m². Để thực hiện giải tỏa các vi phạm, cả hệ thống chính trị của xã đã vào cuộc sát sao, kiên trì trong công tác tuyên truyền vận động. Đến nay, các hộ đều tự nguyện tháo dỡ, địa phương hỗ trợ nhân lực để giúp thu dọn, di chuyển đồ đạc và máy móc phá dỡ các phần tường kiên cố. Tính đến nay, toàn xã Hùng An đã giải tỏa được gần 60 vi phạm, đạt tỷ lệ 80%. Đây là những hình ảnh vụ cháy xuất hiện từ lán để xe của một công ty may ở tỉnh Nam Định, thiêu rụi hàng trăm chiếc xe máy của công nhân. Theo thông tin ban đầu, sáng nay tại công ty may Young Smarters Việt Nam ở khu công nghiệp Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, bất ngờ xảy ra cháy lớn. Một số nhân chứng cho biết, khi ca làm việc buổi sáng vừa bắt đầu thì đám cháy xuất hiện tại nhà để xe của công ty. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Nam Định khẩn trương điều động xe chữa cháy để khống chế ngọn lửa. Sau một thời gian ngắn, đám cháy đã cơ bản được khống chế, dập tắt. Khoảng 250 xe máy của cán bộ công nhân bị thiêu rụi, lán để xe cũng bị sập. Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn bước đầu được xác định xuất phát từ việc một trong số các xe máy tại lán xe của công ty tự bốc cháy, từ đó lan rộng ra cả lán xe. Công ty may Young Smarters Việt Nam là doanh nghiệp đến từ Hồng Kông, Trung Quốc, hoạt động tại Nam Định từ nhiều năm nay. Tại Pháp, những tấm vé tàu điện bằng giấy từng trở thành một trong những hình ảnh quen thuộc của văn hóa Pháp sắp đi vào dĩ vãng khi Paris chuẩn bị xóa sổ vé tàu giấy để chuyển sang thẻ nhựa thông minh hoặc vé điện tử trên điện thoại. Công ty điều hành hệ thống vé tàu điện Metro của Paris đang có kế hoạch loại bỏ vé giấy cứng vào năm 2023. Việc chuyển sang các loại vé thông minh mang lại nhiều lợi ích, nhưng vẫn có nhiều người tiếc nuối những tấm vé giấy lưu giữ nhiều kỷ niệm về các chuyến đi. Vé tàu giấy được sử dụng tại Pháp hơn 120 năm kể từ khi hệ thống tàu Metro hoạt động và gắn liền với đời sống của nhân dân. Không chỉ là tấm vé, nó còn là một món sưu tập thú vị của nhiều người, là niềm cảm hứng trong phim ảnh và âm nhạc. Trong bối cảnh nguy cơ thiếu điện có thể xảy ra trong mùa đông đang đến gần, các nhà cung cấp năng lượng tại Anh đang tung ra chính sách thưởng tiền cho người dân tiết kiệm sử dụng điện. Theo chương trình này, khách hàng của một số nhà cung cấp năng lượng có thể nhận lại tiền nếu không sử dụng điện trong thời điểm nhu cầu điện tăng cao. Cụ thể, khách hàng sẽ được trả trung bình khoảng 4 bảng Anh cho mỗi số điện được tiết kiệm trong giờ cao điểm. Hành động này có thể cho phép khách hàng tiết kiệm tới 100 bảng Anh trong mùa đông. Chương trình dự kiến sẽ kéo dài từ tháng 11 năm nay đến tháng 3 năm sau. Đầu tuần này, mạng lưới điện quốc gia ESO cảnh báo Anh có thể bị cắt điện luân phiên 3 giờ một ngày vào mùa đông tới, trong trường hợp chính phủ không thể đảm bảo nhập khẩu đủ điện và khí đốt. Các nhà khoa học tìm thấy cây cao nhất trong rừng mưa Amazon, tương đương tòa nhà 25 tầng sau 3 năm lên kế hoạch, 5 chuyến thám hiểm và đi bộ 2 tuần trong rừng. Cây đại thụ khổng lồ nhô cao phía tây tán cây rừng ở khu bảo tồn tự nhiên sông Irataburu, phía bắc Brazil, là một cây cổ thụ cao 88,5m và có chu vi là 9,9m. Đây là cây lớn nhất từng được nhận dạng trong rừng Amazon. Nhóm nghiên cứu lần đầu tiên trông thấy thân cây khổng lồ trong hình ảnh vệ tinh vào năm 2019. Một đội học giả, chuyên gia môi trường và hướng dẫn viên địa phương đã tiến hành nhiều chuyến thám hiểm nhằm tìm đến chỗ của nó vào cuối năm đó. Tuy nhiên, chuyến đi kéo dài 10 ngày qua địa hình gập ghềnh, kiệt sức, nhu yếu phẩm sắp hết và một thành viên trong đội bị ốm khiến họ phải quay trở về. Trung Quốc sáng ngày 9 tháng 10 đã phóng một vệ tinh có sứ mệnh khám phá mặt trời. Vệ tinh có tên gọi là Đài quan sát mặt trời trên không gian tiên tiến được phóng vào vũ trụ bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2D và đã bay vào quỹ đạo theo kế hoạch thành công. Sự kiện nói trên ghi nhận một nỗ lực tăng cường của Trung Quốc trong việc khám phá những bí ẩn của mặt trời. Các nhà khoa học của Viện Khoa học Trung Quốc trước đó cho biết, nghiên cứu mặt trời sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về nguồn gốc và sự phát triển của từng trường vũ trụ, sự tăng tốc và phân bố của các hạt năng lượng và những hiện tượng vật lý khác. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi về các địa chỉ email thời sự hi@gmail.com, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 / HITV.
Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập vào các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HDTV, website hungyentv.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.